giao cái lô bò này về cho khách ở chợ Ôn với Cần Thơ nè, mẹ ăn con với hai ngái con ba bê, con kem ha. Mới về ngày hôm qua anh chị sáng xuống sớm chốt luôn, sẵn chín luôn, giao cho anh chị luôn. Leo trên nóc quay xuống đây nè. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ trại bò Thanh Tính ha, bộ mẹ con hoặc là nghé đực á, nghé đực đỏ, hai anh em coi lưng nè. Rồi mời anh em.